em rồi nó thì hao hết nó nhiều quá thôi thì của em thôi hồi nhỏ em nuôi lạc lắm. Số này bao nhiêu cân em? Của em tổng là hơn chục cân. À bìa đấy nhở? Bìa đấy, bìa đục đấy. Đây, giao rồi mình nhà cái này. Ở dưới em phải cắt em xếp. Như. À. Một có một cái thùng như này em lấy ghim thẳng này, ghim này. Dạ. Nói chung sáng kiến thôi. Dạ. Mình sẽ hướng dẫn cho bà con làm đóng cách nào cũng được. Dạ. Biết là có ghế, có chỗ u bám là được. Dạ. Em mang bạt đi che mưa à? Em để bằng mưa. Ừ. Bây giờ sau này đi bạt mưa này. Dạ. Cẩn thận. Ủa em đi đấy. Ờ đi đây. Cái anh hồ là xuống dưới thì vẫn quái là một cảm rồi. Ờ. Ừ. Ừ. Tí này để tí em đem có gì em đem đi lên đấy. Đấy luôn à? Xem nào. Ừ, ok. Ờ. Cái hàng chở dế về bán tại trang trại Thanh Xuân thì ghé ghé qua trang trại Thanh Xuân để đặt thêm bộ cạp với gói trứng dế để nâng gói để khách hàng bán theo tuần. Khách hàng mua gói đầu tiên là gói nhỏ nhất thôi, là bây giờ về đấy để nâng thêm gói lớn. Dế đẻ sai chi chít tại trang trại Thanh Xuân, rất là nhiều con dế mẹ tự trèo lên các cái khay cát ẩm này để sinh sản. Nhu cầu liên hệ với trang trại Thanh Xuân theo số điện thoại 097 487 0000 hoặc là website trangtraithanhxuan.com để bà con được tham khảo thêm rất là nhiều các cái thông tin để chăn nuôi dế và mua giống dế về nuôi. Chúng tôi bao tiêu lại sản phẩm có cam kết hợp đồng đầy đủ, ký đầu hợp đồng.